Trong những người sáng lập bộ an ninh nội địa, ông đã làm việc về lỗ hổng bảo mật quốc gia và ông ấy có một số thông tin quan trọng. Gary, rất vui khi gặp ông ở đây. Thật vinh dự. Cảm ơn Joshua. Gary, ông đã xem xét các cáo buộc gian lận bầu cử. Nếu nhìn vào toàn bộ bức tranh dựa trên những rừng bằng chứng nào mà chúng ta đã thấy, liệu có gian lận không? Liệu gian lận đã diễn ra như thế nào? Công dân Mỹ đã chứng kiến gian lận bầu cử và họ đã ký vào những bản tuyên thệ. Điều đó có thể đúng, có thể không đúng. Nhưng hiện tại có hàng nghìn bản tuyên thệ trong tay Tổng thống về gian lận bầu cử trên toàn quốc. Nhiều thiết bị bầu cử đã được kết nối Internet, vi phạm các quy định của FCC, Ủy ban Bầu cử Liên bang năm 2014. Các thiết bị không được kết nối Internet không dây. Vậy mà có thể hơn 30 tiểu bang có thiết bị được cập nhật phần mềm qua Internet. Sau đó chúng tôi tính có tới bao nhiêu người đã bỏ phiếu ở các quận, hạt, các tiểu bang khác nhau. Và chúng tôi đếm xem có bao nhiêu người đã đăng ký bỏ phiếu. Và có một số dư, tức là có nhiều người đã bỏ phiếu hơn số người đăng ký bỏ phiếu, và số lượng rất lớn. Và cứ như thế, khoảng 4 giờ sáng, hàng trăm nghìn lá phiếu ma chỉ bầu cho Joe Biden. Vẫn chưa hết. Bỏ phiếu, có sự gian lận tràn lan, có đủ bằng chứng mà quý vị không thể bác bỏ được nó, và cần phải có các cuộc điều tra cặn kẽ của Ủy ban Bầu cử Liên bang và Bộ Tư pháp về mức độ gian lận thực sự trên toàn quốc như thế nào, và tôi tin rằng nó rất lớn và rất quan trọng. Nó đã làm rung chuyển nền tảng quyền bỏ phiếu của tôi, của quý vị ở đất nước này. Gary là một trong những người sáng lập Bộ An ninh Nội địa, rằng Bộ An ninh Nội địa thực sự đã tuyên bố trước đây, đây là một cuộc bầu cử an toàn, không có gian lận. Ông nói gì về điều này? Tôi muốn nói rằng ai cũng phải rùng mình. Rùng mình giống như nói rằng Microsoft Windows không nên chạy phần mềm chống virus mà không bao giờ được cập nhật và không có tường lửa. Microsoft đã tốn hàng tỷ đô la mỗi ngày. Nó có một bảng cập nhật mới, một lỗ hổng mới được liệt kê tại cơ sở dữ liệu NVD.NetScope. Nói cách khác, phần mềm cực kỳ dễ bị tấn công. Chúng ta không nên sử dụng phần mềm trong các cuộc bầu cử, kết hợp phần mềm phần cứng. 1. Có kết nối Internet. 2. Khả năng truy cập vật lý vào thiết bị của quản trị viên. 3. Cập nhật từ xa không được xem cập nhật gì. Chúng ta cần phải có mã nguồn mở cho bất cứ thứ gì, khả năng đọc cách hoạt động của nó để mọi người có thể xem, để các nhà toán học, các nhà khoa học máy tính và chuyên gia an ninh mạng xác nhận rằng đây là thiết bị tốt, hoạt động, đúng không? Chúng tôi đã không có quyền truy cập vào bất cứ điều đó và công cụ này đã được sử dụng trên toàn quốc. Ông làm việc tại cơ sở dữ liệu, thấy các lỗ hổng chính xác như thế này trong hệ thống bầu cử, đặc biệt là với các phiếu bầu điện tử. Mọi thiết bị điện tử có kết nối Internet, nghĩa là kết nối không dây hoặc kết nối qua Ethernet, một thiết bị dễ bị tấn công từ xa, từ các quốc gia có quyền truy cập. Chúng ta không chặn Internet của mình, chúng ta không có tường lửa giống như Trung Quốc. Vì vậy, quý vị có thể hack thiết bị của chúng tôi từ một quốc gia khác. Bản thân công ty có thể thực hiện mọi cập nhật. Dominion là thí dụ, hoặc của AQ hoặc của thiết bị khác. Có những cách để kết nối thiết bị này vượt xa những gì quý vị biết. Người bình thường thì dễ tin, và điều đó có nghĩa là chúng ta đang xem xét thiết bị cực kỳ dễ bị tấn công. Cứ vào tháng 8 hàng năm, có một đại hội ở Las Vegas. Các phương tiện truyền thông trước đây thường đưa tin hàng năm, nhưng kể từ năm 2018, họ chỉ im lặng và nói, không, đừng nghe những người này. Họ tấn công hack tất cả các thiết bị bỏ phiếu trong vòng vài phút trong DFSCon. Trong một cuộc tấn công bỏ phiếu trong vòng vài ngày, họ đã lấy một phần của thiết bị mà họ tìm thấy lỗ hổng và họ khoe nó. Họ viết báo cáo vào tháng 8 hàng năm, và nó lại xảy ra trong năm nay, và chúng ta không nghe thấy điều đó trên tin tức. Gary, tôi biết ông theo dõi những gì đang xảy ra tại hội nghị chuyên tấn công mạng ở đây trong phần đó của DFCon. Một người có thể vào thiết bị Dominion trong 2 phút nếu có quyền truy cập. Có thể vào ổ cứng và sau đó nhận quyền quản trị để thay đổi phiếu bầu. Có thể thay đổi các thiết bị cho phép đếm phiếu bầu.
Josh, nếu anh và tôi tranh cử tổng thống, tôi có thể nói, Josh nhận được 200 phiếu bầu cho một lần nhấp chuột bởi một người, và Gary nhận được 1 phiếu bầu, 1 nhấp chuột. Đối với trường hợp 1, quý vị có thể làm 1.000 từ 1, hoặc quý vị có thể sử dụng phương pháp xúc xích và biến nó 0.8 đến 1.2. Nó cứ từ từ cho quý vị nhiều phiếu bầu hơn tôi, nhưng thật khó để biết nếu không có quyền truy cập thực tế vào thiết bị, và nếu không phân tích trước những gì xảy ra, sau đó những thứ khác mà tin tặc có thể thực hiện để kết nối với thiết bị qua Internet và gửi các bản cập nhật thay đổi. Một trong những người bạn của tôi, một hacker hàng đầu đã lấy thiết bị demo và cài đặt một trò chơi trong 5 phút và biến toàn bộ thiết bị bỏ phiếu thành một trò chơi diệt vong. Điều đó có nghĩa là thiết bị không an toàn và quý vị có thể thay đổi cách nó hoạt động, có thể sửa chữa mã, có thể truy cập Internet và thay đổi và sửa chữa những gì đang xảy ra trong thiết bị. Nếu có quyền truy cập thực, có thể nhanh chóng sửa đổi các tài khoản được bầu cử và cứ như thế, có rất nhiều lỗ hổng trong tất cả các cửa hậu. Thực sự sẽ phải truy cập web của DES hoặc truy cập trang web mũ đen và tải xuống các báo cáo này và đọc thật nhiều để mà có thể hiểu được tất cả những thiết bị này và nó rất là đáng sợ. Gary, ông có thể giải thích cho chúng tôi biết phương pháp xúc xích là gì không? Hãy tưởng tượng quý vị mua một xúc xích và làm sandwich cho gia đình. Khi tôi thái những miếng nhỏ, nếu quý vị không nhìn, tôi tiếp tục thái những miếng mỏng hơn. Sau một thời gian, tôi có thể lấy nửa miếng xúc xích của quý vị trước khi quý vị nhận ra. Nếu quý vị bớt đi 2 điểm cho mỗi cuộc bầu phiếu từ một ứng cử viên Donald Trump, quý vị có thể cho điểm đó cho các ứng cử viên khác. Vì vậy, Joe Biden có thể nhận được 1.2 phiếu. Ông ấy có thêm miếng xúc xích nhỏ xíu. Sandwich của tôi thì mỏng hơn, nhưng tôi không để ý và tôi không nhận ra bánh mì và xúc xích của tôi mỏng hơn của quý vị. Phiếu bầu của tôi là 0.8, phiếu bầu của quý vị là 1.2. Đó là phương pháp xúc xích và nó đã được sử dụng trong nhiều năm. Tin tặc sử dụng nó để đánh cắp tiền từ các ngân hàng bằng cách cắt bớt vài xu. Không ai nhận ra khi các con số được tăng lên hoặc giảm xuống một chút cho đến khi quá muộn, hàng triệu đô la bị đánh cắp. Phương pháp tương tự có thể được sử dụng để ăn cắp hàng triệu phiếu bầu. Gary, có phải hệ thống bỏ phiếu điện tử Dominion có một số hệ thống này thực sự có tích hợp công nghệ để thay đổi cách lên xuống các phiếu bầu? Nó có phải một người một phiếu bầu, hay nó là một người 1.5 phiếu, hoặc 1.1 người 0.8 phiếu bầu? Có bằng chứng về điều này chưa? Mỗi 100 phiếu bầu thêm 15 phiếu bầu cho một ứng cử viên. Nó được gọi là một thuật toán. Tôi tin rằng lựa chọn này đã có một cập nhật trên hệ thống Dominion ở 30 tiểu bang, nơi cập nhật cần được xem xét và phân tích như hiện trường vụ án. Bộ Tư pháp cần phải nắm thiết bị Dominion đã được sử dụng ở các tiểu bang như thế nào và các thiết bị đó được kích hoạt, phân tích lý do tại sao chúng có thể kết nối với Internet. Điều này vi phạm phán quyết của FCC từ năm 2014. Ủy ban xác nhận không kết nối Internet, nó có lý do. Tại sao thiết bị lại được kết nối với Internet, trừ khi quý vị muốn sửa đổi qua Internet? Thứ hai, những thay đổi hoặc sửa đổi nào đã được thực hiện bởi các thuật toán để xác định phiếu bầu và tại sao? Đó là phiếu bầu của quý vị hoặc phiếu bầu của tôi, một phiếu bầu. Một thuật toán, nó giống như ngẫu nhiên, nó có thể có toán học. Phân tích toán học thống kê cho biết cứ mỗi 80 phiếu bầu, Biden nhiều hơn Trump 15 phiếu. Hãy làm cho nó khó nhận thấy, 200 phiếu bầu cho Biden 12 phiếu, 300 phiếu bầu cho Biden 32 phiếu. Đó là một thuật toán, không phải bỏ phiếu bình thường trong năm nay. Nên có một dấu vân tay, một ID và đăng ký bỏ phiếu, giống như chúng tôi đã làm cho chiến dịch tự do Iraq. Nhưng không phải vậy, nó có các thuật toán và chúng thuộc quyền sở hữu và bí mật. Chúng cần phải được mở. Chúng ta không bao giờ đụng vào hoặc tin vào bất cứ phần mềm, phần cứng, máy bỏ phiếu, mà có thể kết nối với Internet để có thể cập nhật. Nó dễ bị tấn công và chúng có một thuật toán trong đó. Đấy chính là vấn đề. Hãy đi sâu hơn một chút vào thuật toán. Thông thường chúng ta giả định khi nhấn một nút đó là một phiếu bầu, một người một phiếu bầu. Đó là cách hệ thống hoạt động. Nhưng làm thế nào một thuật toán sẽ thay đổi? Bây giờ chúng tôi muốn gửi một thuật toán giống như mẫu mã thay đổi thứ gì đó dựa trên một mẫu nhất định. Điều đó chính xác không? Và ông mô tả điều này như thế nào? Sử quý vị mua một chiếc xe và nó có một nút khởi động. Mỗi lần nhấn nút đó, carbon có thể bắt đầu vào lần thứ 12. Vì vậy phải nhấn nó 12 lần trong một giờ. Sau đó quý vị có thể nhấn nó mỗi lần và nó sẽ bắt đầu. Sau 2 giờ, nó có thể ngẫu nhiên, chỉ dựa trên ngẫu nhiên.
cứ để anh ấy khởi động xe nếu tôi cảm thấy thích. Vì vậy, quý vị có thể viết mã để phá hỏng trải nghiệm lái xe của một người. Mỗi khi tôi bắt đầu, tôi nhận được một trải nghiệm ngẫu nhiên, hoặc tôi nhận được một trải nghiệm khác, hoặc tôi nhận được một trải nghiệm giống khuôn mẫu. Vì vậy, một phiếu bầu là một hoặc một chút được bật lên. Quý vị biết đấy, một hoặc không, đó là một thuật toán không giống như thẻ đục lỗ. Quý vị đứng dậy, quý vị nhận hoặc không nhận được phiếu bầu. Một thuật tám có thể phức tạp hoặc ngẫu nhiên đến mức khó phân biệt được có gian lận hoặc không đã được thực hiện cho đến khi quý vị phân tích thuật toán đó. Thật là kỳ quặc. Phân tích tìm hiểu cho thấy một ứng cử viên có các mẫu khuôn rập phiếu bầu vô lý. Đó là những gì các nhà thống kê và toán học đã nói về cuộc bầu cử của chúng ta. Họ nhận thấy ở nhiều tiểu bang số người bỏ phiếu nhiều hơn số người đăng ký. Điều đó có nghĩa là các thuật toán đã hoạt động theo một cách nhất định, mang lại nhiều phiếu bầu hơn cho một ứng cử viên. Các phiếu bầu không tồn tại đã được thêm vào hoặc đánh số để một ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu hơn người khác đã đăng ký thực sự. Chúng ta hãy xem những gì Ủy ban Bầu cử Liên bang đã nói. FEC xác nhận các cuộc bầu cử không thể có hệ thống kết nối Internet với những gì xảy ra tại thời điểm đó. Đấy là vi phạm luật bầu cử. Năm 2014, bên kia sông ở Virginia, một người lấy máy tính có Brinkle kết nối, chúng tôi gọi anten. Họ nhắm vào nó và tìm thấy thiết bị bầu cử có thể cách đó 1/4 dặm, có thể ở trong bãi đậu xe nơi có cuộc bỏ phiếu đang bầu ra. Và đó được gọi là hack không dây, giống như một vụ hack lớn nhất trong lịch sử của TCMAC. Một anten định hướng, một kết nối không dây và họ thực sự sử dụng Brinkles. Họ chạy cái gì đó giống như Linux và hệ điều hành, không phải Windows, không phải Macintosh. Họ tìm kiếm tín hiệu không dây. Họ tìm thấy tín hiệu không dây được kết nối với một thiết bị đang chạy hệ điều hành. Và họ phát hiện ra rằng có cuộc bỏ phiếu ở đây. Họ nói, tôi sẽ cho Josh thêm 1,000 phiếu bầu hôm nay vì tôi cảm thấy như chuyện này đã xảy ra ở Virginia. FCC phát hiện ra điều đó. Điều này không đúng. Tại sao tin tặc có thể truy cập vào bất cứ thiết bị bầu cử nào mà qua mạng không dây, qua Wi-Fi? Tất cả các thiết bị bầu cử sau năm 2014 phải không có bất cứ hình thức kết nối Internet nào. Đặc biệt, không dây, có hai cách để truy cập máy bầu cử bây giờ. Cắm trực tiếp vào Ethernet và đưa nó lên Internet công cộng hoặc bật điện tuyến không dây. Cho nó một địa chỉ IP không dây hoặc bộ thu không dây và nhận nó trên một kết nối không dây khác với Internet. Có vẻ như Dominion đã có kết nối không dây ở 30 tiểu bang. Gary có rất nhiều vấn đề về hệ thống lập bảng, đóng một vai trò trong vụ gian lận có thể đã xảy ra. Hệ thống lập bảng là gì và hoạt động như thế nào? Khi chạy phiếu bầu thông qua hệ thống, nó sử dụng nhận dạng ký tự quang học để nhận ra thông thường đó là bỏ phiếu. Mọi người chỉ bỏ phiếu đọc hoặc bỏ phiếu bên dưới, nhưng có thể có sự kết hợp và nó sẽ thấy phiếu bầu đang bầu cho ai. Có thể đó là dân biểu tiểu bang, thống đốc, tổng thống. Sau đó nó lập bảng và đưa vào hồ sơ, rồi xuất ra và in kết quả. Những người quản lý phiếu bầu của những nơi này phải làm là kiểm tra kết quả và đếm phiếu bầu đã in ra. Và phiếu bầu rời khỏi máy và kiểm tra ngẫu nhiên. Bảng này có 82 phiếu cho Trump và 79 phiếu cho Biden, 179 phiếu cho Biden và 50 phiếu cho Trump. Và khi rút những lá phiếu ra, những con số đó phải chính xác. Bây giờ họ không muốn đếm phiếu, đó là lý do tại sao họ mua thiết bị này. Nếu bảng tổng hợp là kết quả được công bố, bảng tóm tắt kết quả được không được kiểm toán, và đó là kết quả được gửi cho các phương tiện truyền thông. Những gì đã xảy ra, quý vị có thể nhận thấy rằng việc lập bảng đã diễn ra trong cuộc bầu cử vào khoảng 10 giờ tối. Và nếu quý vị phát lại CNN ở dạng chuyển động chậm trong 1 mili giây, một ví dụ ở tiểu bang mà Trump có nhiều hơn 80 phiếu bầu so với Biden từ bảng lập, nhưng sau đó đảo lộn, Biden có nhiều hơn Trump và họ thực sự đã chuyển phiếu bầu cử từ ứng cử viên này sang ứng cử viên khác. Làm thế nào điều đó có thể xảy ra? Thật là khá thú vị và nó cần được phân tích. Vì vậy, việc lập bảng đã không được thực hiện đúng và cần được kiểm toán. Gary, tôi tò mò dựa trên nghiên cứu của ông về các hội nghị hacker này, xem những hệ thống này trên thực tế đã bị tấn công. Có bằng chứng nào tại các hội nghị hacker này cho thấy mọi người đã thành công phiếu bầu khi mà họ nhập vào máy hoặc làm những việc như thế này? Mỗi lần, làm thế nào mà hack được cuộc bỏ phiếu?
HBO, một người trong giới an ninh mạng rất được tin tưởng, Hugh Thompson, ông ấy là chủ tịch hoặc là chủ tịch quân đội gì đó, trong một hội nghị an ninh mạng lớn nhất thế giới, ông ấy và bạn của ông ấy, chuyên gia trong lĩnh vực thử nghiệm thâm nhập, họ có thể sửa đổi phiếu bầu ở đây trong vài phút. Vậy mà sau đó mọi người lại tin tưởng vào thiết bị để thực hiện cuộc bỏ phiếu. Họ cho thấy kết quả đã sai lệch so với cách họ viết thuật toán và cách họ sửa đổi phần mềm rất nhanh. Và bây giờ nếu có quyền truy cập vào Dominion, không cần viết mã, quý vị chỉ cần thay đổi những con số, thay đổi mô hình. Quý vị nói cho Trust 200 phiếu bầu mỗi khi một phiếu bầu được nhập máy. Thật dễ dàng thực hiện tại các hội nghị hack này chỉ trong vài phút. Nó không mất hàng giờ và hàng tuần hoặc hàng tháng. Chúng tôi đã thấy bằng chứng về điều này có thể đã được thực hiện. Cách nào và dựa vào đâu để xác minh? Dựa trên hàng nghìn bản khai tuyên thệ đã có trong tay của Nhà Trắng và ủy viên bầu cử liên bang đã xác nhận đã nhìn thấy những bản khai đó. Ông tin rằng điều này có thật. Cần có phân tích về Dominion và phần cứng bỏ phiếu khác, kết nối Internet hoặc bằng cập nhật mỗi ngày trước và trong cuộc bầu cử. Những phần thiết bị đó nên được coi là bằng chứng của hiện trường vụ án. Và Bộ Tư pháp nên truy cập vào thiết bị đó càng sớm càng tốt, phân tích những gì xảy ra. Gary, người tham gia sáng lập Bộ An ninh Nội địa, chiến dịch tự do Iraq, tất nhiên tập trung vào khủng bố. Một phần những gì Mỹ đã làm là thiết lập hệ thống bầu cử ở Iraq. Một hệ thống bầu cử hợp lệ, bởi vì có những mối đe dọa và có những vấn đề những quốc gia giống như tương tự như thế. Do đó, Hoa Kỳ đã tạo ra điều đó được đánh giá như thế nào? Lý do tại sao họ lại chọn cái cách đó? Hãy tìm đến công cụ yêu thích của ông đi. Hãy gõ vào Operation Iraqi Freedom Vote. Ngón tay màu tím, bực tím cho vân tay khi bỏ phiếu, và họ rất tự hào về những người đàn ông và những người phụ nữ. Phụ nữ đã không được bỏ phiếu ở Iraq trước đây, tự hào có vân tay, có ID thực và sau đó là cử tri đã đăng ký. Đó là một cử tri đã đăng ký cho một phiếu bầu, một ID thực cho một dấu vân tay, và đó là ba phần mà chúng tôi gọi là xác thực đa yếu tố, xác thực dấu vân tay, xác thực ID và xác thực đăng ký cử tri. Tôi không thể đếm quý vị hai hoặc ba lần hoặc chạy các thuật toán. Chiến dịch tự do Iraq sau khi chi hàng tỷ đô la, chúng ta đã cho một quốc gia nhỏ trung tâm khả năng có được những lá phiếu bầu không bị tấn công mà chúng ta lại không có ở Mỹ. Rất nhiều người Mỹ đi bỏ phiếu và bầu ra các nhà lãnh đạo của mình, chọn người điều hành đất nước. Đây là nền tảng của hệ thống chính trị Mỹ và điều này dựa trên thiện chí, tin rằng phiếu bầu sẽ được tính và tin rằng người được chọn là người mà quý vị bỏ phiếu. Công bằng mà nói, tính toàn vẹn của điều đó hiện đang bị đe dọa, bởi vì mọi người không còn thực sự tin rằng lá phiếu của họ đã được kiểm tra một cách công bằng. Có rất nhiều cáo buộc chung quanh gian lận bầu cử dựa trên tính toàn vẹn của hệ thống, dựa trên đảm bảo mọi thứ có thể xác minh được, đảm bảo không có lỗ hổng trong hệ thống, những gì đã được thực hiện trong hệ thống bầu cử Hoa Kỳ để bảo đảm gian lận không diễn ra. Trên thực tế, rất ít hoạt động thực hiện để đảm bảo bầu cử an toàn, mặc dù đã có nhiều tuyên bố là an toàn. Thiết bị bầu cử do các nhà cung cấp có quan hệ với Venezuela, Cuba, thiết bị ở Đức để thu thập, kết toán phiếu bầu, lập bảng biểu ở Tây Ban Nha, công ty phần mềm Venezuela, nơi người sáng lập mà quý vị muốn phỏng vấn để biết phần mềm được thiết kế như thế nào, đã chết trong một tai nạn máy bay. Có vấn đề. Houston, có vấn đề. Mã được sử dụng, nó không phức tạp, nó phải là mã đơn giản. Thay vào đó, thuật toán đã bị báo động cờ đỏ cho thấy hệ thống bỏ phiếu đang sử dụng các thuật toán. Vấn đề ngay tại đó, bất cứ nơi nào, bất cứ mời chào nào với chính quyền tiểu bang về hệ thống bầu cử, nó có một thuật toán và nó có thể cập nhật, có thể thay đổi để một ứng cử viên nhận được 200 phiếu bầu cho một nhấp chuột.
Houston có vấn đề. Thiết bị bỏ phiếu trên toàn quốc chưa tạo ra mã nguồn mở, chưa được phân tích. Hãy nghĩ về thời điểm mua sắm trực tuyến trong những ngày lễ, Black Friday, hoặc Christmas, hoặc gì đó, hoặc Amazon, hoặc Walmart. Và họ đang sử dụng một thuật mã hóa nguồn mở được gọi là TLS hoặc SSL, bảo mật và kết nối an toàn. Khi đưa thẻ tín dụng vào, nếu trình duyệt đó không bị phần mềm độc hại nghe trộm, chúng tuân thủ quy định PCI, giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng. Nó hoàn toàn an toàn và nó được mã hóa. Nếu ai đó không tin vào thuật toán đó, nó hoàn toàn mở. NSA đã phân tích nó, các nhà toán học và khoa học đã phân tích nó. Nhưng chúng ta không có kiến thức về các thuật toán học được sử dụng trong các thiết bị ở Mỹ. Nó không còn phải là mã nguồn mở. Nó không được phân tích bởi các chuyên gia như tôi, nhà toán học, nhà khoa học máy tính, chuyên gia an ninh mạng. Chúng ta không biết công cụ này đang làm gì. Đó là vấn đề lớn. Gary, hãy giải thích điều này cho khán giả về những gì ông gặp phải với cuộc bầu cử này. Dựa trên an ninh mạng, dựa trên việc theo dõi của ông, có thể làm được gì không? Dựa vào gì? Chuyện gì đã xảy ra? Có thể kiểm toán, có thể điều tra. Những gì có thể được thực hiện vào thời điểm này? Cần phải tìm ra ai đó đã có quyền truy cập vào tất cả các thiết bị bỏ phiếu này, mà nó có các thuật toán, có phần mềm, kết nối Internet. Nó đã được cập nhật, các thiết bị đó là hiện trường vụ án. Bộ Tư pháp cần phải nắm được thiết bị đó, họ cần phải xem camera, ai đã ra vào phòng với thiết bị đó, ai đã sửa đổi. Sau cuộc bầu cử, có ai cố gắng xóa soạn nó, chúng ta phải nhờ các chuyên gia pháp y để xem bóng ma trên hiện trường đã xử liệu. Trên ổ cứng, có ai đó đã cố gắng xóa cập nhật, có thể họ đã sửa lại để nó bỏ thuật toán chuyển đổi phiếu bầu, làm cho nó giống như trở lại bình thường, có thể là 1-1. Thiết bị đó là hiện trường vụ án, như súng hoặc dao, nó cần được phân tích. Chính phủ liên bang và Ủy ban bầu cử liên bang cần nghiêm túc hơn với Quốc hội và Thượng viện và Tổng thống. Một lệnh hành pháp áp dụng toàn quốc. Các bang có quyền tu chính án thứ 10, họ có thể mua những gì họ muốn, làm những gì họ muốn. Nhưng khi nói đến một cuộc bầu bỏ phiếu quốc gia, kết quả cần phải đúng, có thể kiểm chứng và đúng đắn. Điều đó xảy ra khi các bang mua các thiết bị khác nhau, từ các nhà cung cấp khác nhau mà nói rằng, họ là độc quyền, không thể lộ bí mật về cách các thiết bị hoạt động. Đó là vấn đề. Chiến dịch tự do Iraq. Hãy nhớ chiến dịch tự do Iraq. Một lá phiếu bằng một ngón tay. Điều này phải xảy ra ở Mỹ. Chúng ta phải sử dụng bằng lái xe, đăng ký cử tri để bỏ phiếu. Và dấu vân tay, tất cả phải khớp. Chúng tôi gọi là xác thực đa yếu tố. Nếu chúng ta thực hiện xác thực đa yếu tố trong bầu cử, ông thực sự là George Hoa, ông thực sự ở đó để bỏ phiếu. Và ông chỉ có một phiếu bầu được tính, nhưng hiện tại đó không phải là cách nó hoạt động. Gary, cảm ơn vì đã làm sáng tỏ. Cảm ơn vì đã cho tôi có dịp trình. Tổng thống của Hoa Kỳ, tất nhiên kết cục vẫn là trắng án, nhưng giờ đây bản thân anh ấy đang vướng vào một vụ bê bối liên quan đến một điệp viên Trung Quốc, mà rõ ràng không chỉ có quan hệ với Đảng Cộng sản, mà thực sự còn làm việc cho Đảng Cộng sản. Cô ấy là trưởng nhóm sinh viên tại các đại học California. Sau đó cô ấy sử dụng vị trí của mình để tiếp cận với các sự kiện chính trị và gây quỹ, bao gồm cho cả Swalwell. Toàn bộ vấn đề này có tác động to lớn đến an ninh quốc gia đấy, Jay. Và một trong những trường hợp bình thường khi một dân biểu bị dính vào điều này, thế là xong kẻ hết thời, đặc biệt nếu họ thuộc Đảng Cộng hòa. Làm sao họ lại không biết cô sinh viên tại khuôn viên các đại học Cali ở San Fran lại có thể làm được điều này? Trung Cộng xâm nhập chính trị nhưng luôn cả học thuật. Thực sự đây là vấn đề lớn. Tôi nghĩ câu trả lời thật dễ dàng khi có sự kết hợp
học giả, tiền bạc, chính trị gia, lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Đó là vấn đề, đó là một ổ gián điệp. Hãy thực sự trung thực về nó đi. Chúng ta cần phải rõ ràng Eric Swalwell chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Swalwell phục vụ và phục vụ trong ủy ban tình báo. Anh ta hiện đang ở trong ủy ban đó khi ông ấy tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, và anh ta đã viết một cuốn sách có tên là Trò Chơi Kết Thúc, nội tình cuộc luận tội Donald Trump. Anh ta nói rằng Chủ tịch Schiff và Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã biết về điều đó vào thời điểm đó. Bây giờ xem này, có thể anh ấy vẫn chưa bị loại khỏi Hạ viện vào thời điểm đó, nhưng Jay đến nước này, Eric Swalwell lẽ ra phải bị loại khỏi ủy ban tình báo hạ viện. Nhưng giới lãnh đạo dân chủ đã làm gì, Jay? Họ để anh ta vào ủy ban đó và cho anh ta quyền truy cập những thông tin tình báo nhạy cảm. Họ để anh ta ở đó, Jay, trong suốt toàn bộ quá trình luận tội. Khi những lời buộc tội đó, anh ta bị phát hiện chính xác làm những gì mà anh ta đang làm. Cho dù anh ta có phải là gián điệp hay không, nhưng anh ta có liên quan đến một gián điệp, và quý vị phải tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu anh ta. Khi anh ta đưa tất cả những lời cáo buộc nóng bỏng về chính quyền Trump, ý tôi là làm thế nào để có thể làm điều đó với khuôn mặt thẳng và không bị đỏ mặt. Chưa xong, anh ta đã có một điệp viên Trung Quốc ngay tại văn phòng của mình, quyên tiền cho anh ta, chọn thực tâm sinh cho anh ta, làm tất cả những việc mà một điệp viên Trung Quốc được đào tạo để làm, ngoài lãnh sự quán ở San Francisco. Với sự hỗ trợ của Chủ tịch Hạ viện, và không ai nói bất kỳ điều gì về Swalwell, chúng ta phải vạch mặt hắn. Tôi nghĩ cần phải dẹp bỏ cái băng nhóm 8 người này, chẳng được việc gì. Chúng ta cần có các cuộc họp giao ban với tất cả các thành viên của Quốc hội, tất cả các thượng nghị sĩ, chứ không phải chỉ có một số ít được chọn, mà dường như họ nắm được thông tin nhưng không làm gì với nó. Anh ta nắm giữ bí mật hàng đầu nhạy cảm nhất của quốc gia, điều mà các nghị sĩ bình thường không có quyền truy cập. Anh ấy nắm giữ bí mật. Vì vậy, cũng như quý vị, tôi có một số câu hỏi về điều này. Tôi tự hỏi quý vị biết có được bao nhiêu thông tin mà anh ấy chia sẻ với Phang Phang, dù chỉ là buộc miệng hay vô tình, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Khi đó, Nancy Pelosi biết gì với tư cách là nhà lãnh đạo, và bà ấy biết những gì cho bà, bởi vì anh chàng này vẫn đang phục vụ trong cộng đồng tình báo. Anh ấy không nói một lời nào về điều này, và ngay cả bây giờ, Chủ tịch Hạ viện Pelosi cần phải bước ra và nói rõ, cho đến khi mọi chuyện được giải quyết, anh ta không có quyền truy cập bất kỳ thông tin tuyệt mật nào ở ban tình báo. Là một sĩ quan quân đội, tức là cấp dưới quyền của một dân biểu, chúng tôi đã được cảnh báo về một mối quan hệ cá nhân sâu sắc với một công nhân nước ngoài, và tôi chỉ ở mức bí mật. Một phần trong các cuộc họp giao ban của anh ta ở Ủy ban Tình báo không chỉ là nhận tài liệu mật, mà là một phần của các cuộc họp đó. Mỗi khi cuộc họp được thực hiện, họ được báo đây là thông tin an toàn, đó là cách anh có thể bị mua chuộc. Họ cảnh báo chúng tôi về cách ứng xử bản thân khi chúng tôi nắm loại thông tin này. Có lẽ có điều gì đó đang xảy ra chúng tôi không biết. Tôi nghi ngờ điều đó với FBI, nhưng tại sao họ lại không điều tra chuyện này? Đây là một vi phạm nguyên trọng trong một động thái nghiêm trọng của chính phủ Trung Quốc đối với phương Tây. Đảng Cộng sản thâm nhập ngay cả vào văn phòng của một nghị sĩ đang làm việc ở Ủy ban Tình báo. Vâng, có một tiêu chuẩn kép trên các phương tiện truyền thông và trong đầm lầy, và dường như tại FBI, ý tôi là hãy nghĩ về điều đó. Tôi đã nghĩ về Michael Flynn sáng nay. Ông ta đã bị thẩm vấn và cuối cùng cũng đã bị dính bẫy chỉ vì đã gọi điện thoại cho đại sứ Nga khi anh ta đang là cố vấn an ninh quốc gia. Dân biểu này trong Ủy ban Tình báo dường như đang nhận được quyền thông qua hành pháp. Việc buộc tội Tổng thống Hiệp Trung Quốc và gián điệp Nga trong khi anh ta giao du với điệp viên Trung Cộng, và tất nhiên... Chúng ta nên cùng nhau xuống đường, ngay bây giờ. Chúng ta không được phép để đất nước của mình sụp đổ. Đây là điều bọn họ muốn. Bọn họ muốn tiêu diệt nước Mỹ của chúng ta. Tôi phải cảnh báo tất cả quý vị điều này. Nếu chính quyền Biden mà quản lý chúng ta thì tất cả mọi người đang gặp nguy hiểm rồi. Tiểu bang Cali của chúng ta đang bị cai trị bởi một đám dân chủ tàn bạo. Ông thống đốc Newsom đang chiếm lấy tự do của tôi, của các bạn. Ông ta là một nỗi ô nhục của nhân loại. Ông ta và người thân của ông ta là bà Nancy Pelosi. Bà ta luôn cố gắng hạ bệ Tổng thống Trump bằng mọi cách. Ông ta là một kẻ dối trá, giống như tất cả bọn dân chủ ngoài kia đang cố gắng tàn phá nước Mỹ. Tôi khẩn thiết yêu cầu tất cả quý vị hãy đứng dậy chiến đấu cuộc chiến đấu này ngay bây giờ để dọn sạch nước Mỹ. Tôi đã bị những người bạn cùng tuổi tôi công kích vì họ cho rằng tôi đang tuyên truyền ủng hộ bạo lực.
Trong khi bọn cánh tả đó thì đang trực tiếp đốt cháy và phá hoại các thành phố của chúng ta ngoài kia. Chúng ta sẵn sàng đấu tranh vì tự do, nhưng không phải là thứ tự do mà đốt cờ của nước mình. Chúng ta phải nâng lá cờ đó lên với niềm vinh dự của vùng đất tự do này. Nhưng bọn cánh tả đang cố gắng che đậy những sự thật này. Hãy để chúng tôi mang công lý đến tòa án tối cao. Hãy để họ xem bọn họ đã đồi bại như thế nào để đổi lấy những phiếu bầu gian lận. Hãy để sự thật tự chứng minh Tổng thống Trump là người duy nhất có thể cứu quốc gia này. Chúng ta hãy chiến đấu với thế lực tà ác từ bây giờ và hiểu rằng lẽ phải của Chúa sẽ phơi bày tất cả sớm thôi. Tôi mong tất cả mọi người sẽ cầu nguyện cho sự an toàn của họ nhân danh Chúa Giêsu và tất cả các vị thánh ngay lúc này. Thật khó để thay đổi mọi chuyện đã đi quá xa. Nhưng bằng tất cả tình yêu, lời cầu nguyện và lẽ phải, chúng ta có thể chiến thắng trong trận chiến chống lại thế lực tà ác đang chiếm lấy đất nước này. Chúng ta phải đuổi được thống đốc Newsom, kẻ đang lấy đi quyền tự do của người dân. Chúng ta phải nhớ, chúng ta là ai? Chúng ta là một quốc gia đã chiến đấu anh hùng trong cuộc nội chiến, và chúng ta đã chiến thắng trận chiến đó. Đừng bỏ cuộc. Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta.